Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Rồi nhân chỉ vậy. Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Rồi nhân chỉ vậy. Bối rối có biết đâu. Em là em là ai vậy? Em là ai vậy? Em là ai tự nhiên thiếu trái tim anh? Kính thưa mọi người có thể tập trung vào cái gì ở giữa thì chúng ta có thể thấy được một chú gà. Tại sao biết mình là chú ạ? Mà không phải là. Tại vì có gà. Mọi người đang có mặt tại làng nghề truyền thống bánh bún An Thái đã tồn tại hàng trăm năm. Cảm xúc bây giờ của mọi người như thế nào ạ? Wow. Rất là vui luôn. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên là giải cứu bánh tráng. Giải cứu bánh tráng. Các bạn sẽ đi tìm những chiếc bánh tráng có logo của chương trình. Đội nào mang được nhiều bánh tráng có logo hơn sẽ là đội chiến thắng. Ok. Chuẩn bị. Ok. Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Rồi nhân chỉ vậy. Rồi thôi đi kiếm cái khác đi. Rồi nhân chỉ vậy. Qua bên đây. Ủa còn nhiều lắm hả? Còn nhiều lắm. Dạ, cảm ơn bà con. Anh lên. Thôi, cảm ơn nhiều. Ở đâu? Hết đâu. Hết rồi hả? Sao mà hết được? Con chị ơi con. Hay quá. Rồi đi anh đi cho, anh đem đi cho. Anh Giang, cứu em. Anh Giang, cứu em. Trời đất ơi, ở đây mà. Giải cứu em. Ôi. Nè của mình còn ngon lành mình đi. Trời ơi bà bánh hư hết trơn à. Em mất con bánh à.
em có bị lừa không nhỉ? Sao em đi ra ngoài này em không thấy một cái nào cả? Bên này không còn nữa hả cô? Hết rồi hả cô? Hay quá, hay quá. Trong lại, trong lại. Dạ không được, chồng bây giờ. Bánh tráng phải còn nguyên mới được tính. Còn nguyên mà, còn nguyên mà. Đội người ta thì đi khiêm bánh tráng, đội tôi thì Isaac đi giao lưu với gái đẹp. Hello, hello mọi người, hello. Isaac. Quá buồn Isaac. Lúc anh em chúng tôi đi lấy bánh tráng thì Isaac đi giao lưu với các bạn gái đẹp. Chị hỏi, anh hỏi mọi người đây là em đeo vào một lượt 4-5 cái đúng không? 4-5 cái một lượt luôn, không có đơn giản đâu. Đếm. Đây là tiền của Isaac nè, 1. Này nguyên vẹn nha, nguyên vẹn nha. 2 cái nguyên vẹn nè. 3. Đeo cao lên nha, ra hiểu. 5. 5. 13. Không bị cái nào luôn. Mười bốn cái nguyên vẹn. Giờ về đội chúng tôi. Thôi để đè luôn, để đè luôn. Thôi không thích chung dạ. Thôi không thích chung dạ. Một, hai, ba. Phải ưu tiên ba trăm bỏ. Thôi ba phải năm đi, ba phải năm. Không được, hư rồi. Rồi bốn, bốn tính, tính cho nó tính. Vô. Bốn. Mười một. Mười một rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nào cùng vui lên em. Ta 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 ta. Đến với nhau đêm nay. Cho con vô. Cho 14 mà con. Yeah. Trời ơi, từ từ phải tăng. Đứng lại. Em được.
rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Mệt lắm bây giờ. Thôi rồi, ra ngoài luôn. Bây giờ này, anh ơi, chỉ còn một ít thôi. Rồi, đây, 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 đây. Em sẽ giúp anh. Đừng, đừng. Nào, mình tỉnh táo lên. Mình như những người đàn ông trong cuộc sống như nào. Đây, đây, đây. Cố lên. Anh ơi, chỉ muốn phút phương lại. Anh ơi là anh ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh ơi, chỉ muốn phút phương lại mà. Sao này. Anh ơi, đây, đây. Để anh. Đúng rồi. Em nhớ quý em phải tìm theo hàng. Ngọc. Dán kiếm này Ngọc. Ủa? Ai kéo tôi lại vậy? Đi đi. Ủa? Thôi đừng có ăn vàng rồi. Tôi kiện nhá. Đi đi Ngọc. Ngọc. Cưỡi ngựa là phải như vậy nè. Qua đây đi Ngọc. Chị coi chung với nhau. Rồi mình lỡ mình biết chung làm sao. Em tự chạy lên luôn nha. Về đi, đi lên chở về. Đi lên chở về đây. Okay, đi. Đây. Bối rối có biết đâu. Em là em là ai vậy? Em là ai vậy? Em là ai tự nhiên thiêu cháy tim anh rồi. Ôi, thế là mất em rồi. Chia đôi cơn mơ. Sao chia đôi được? Giờ này mình cũng trễ lắm rồi. Mình đi về ngoài. Quay phim chịu lên chịu xuống rồi. Ủa? Quay phim chịu lên chịu xuống rồi. Chứ đâu phải là người thường đâu. Người máy hết đó. Có bao giờ tụi em thấy quay phim ăn không? Không bao giờ có. Bao giờ thấy quay phim đi toilet không? Không bao giờ có. Chị đẻ. Nè em thấy ổng chu chu vô điện. Đúng rồi. Sạc pin hả? Ổng chu 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 à. Trời làm gì đó ổng đang sạc pin. Về đêm làm miếng vậy không? Nãy đó rất là vui luôn á. Em cố tình em chọt vô để nó không bớt vui đi. Sao cả lâm nó bắt nó xuống xuống lạnh ngõ ác. Mắc cười nè, đúng rồi. Mắc cười nè, đúng rồi. Xong rồi, chúng tôi đã no rồi. Như vậy ăn no xong rồi đã có người dọn thì anh em chúng ta chạy qua đây. Đi thôi. Không cần đâu à, để chị tự làm. Nhưng em làm thì đắng đắng em. Sao anh Giang cứ hay vậy anh Giang? Anh Giang, những cái nhỏ nhặt gì nè anh Giang, thấy không? Rồi bỏ xuống. Chạy rồi. Đợi, gì? Ủa, chơi giờ tiếp thôi. Chơi đây rồi. Em với Isaac chơi. Ủa sao em với Isaac?
Tại vì ra chạy đây phải chơi mới tới luôn. Đúng rồi. Rồi, em nói trước đi. Em nói trước đi. Vẫn còn à, dọn dẹp. 5 4 3 Dẹp nhà. Dẹp nhà. Nhà cửa. 5 4 3 Cửa sổ. 2 Số lãi. 5 Lãi ngắn. Lãi ngắn là gì? Ủa? Con lãi ngắn. Lãi suất. Con lãi ngắn là sao? Lãi nhãi là anh thua rồi. Không, lãi nhã mà. Em rành, em lãi ngắn đúng không? Lãi ngắn không được. Sao không? Lãi ngắn được không? Mà anh không biết đâu. Không. Lãi nhãi. Hả? Lãi thấp. Lãi lỗ. Lãi được mà còn lỗ. Đã lãi sao lỗ? Lãi suất. Lãi suất. Quá nhiều cái lèm bèm trong đây. Tôi nghĩ là bạn nên dọn đi. Không, suất gì? Tụi em nghe. Suất hồn. Suất hồn. Ê, suất, lãi suất cho là suất. Hồi nãy chúng ta sao mà chơi mà chơi nhỏ nhặt quá. Hồn ma, hồn ma. Ma quỷ. Ma quỷ. Quỷ quái. Quái đản. Đản gì nhỉ? Đản hả? Đản hậu. Đản hậu. Được. Em chưa? Đản hậu được. Hậu đài. Đài tư. Đài, đài tư. Đài tư được mà, có đài tư. Đài tư cho nghĩa suất. Tư tư. Từ từ lâu anh chị xem. Từ con. Từ con là từ con. Từ ghé từ con. Từ mặt. Đúng là từ con á, từ là từ người con á. Mặt mày. Mày mày hả? Mặt mày. Mày, mày tao. Mày tao á. Cọc rồi đó. Tao. Đột mặt mày mặt tao là không lên. Thôi mà có dọn đi ngủ. Mặt gì? Mặt gì, mặt gì, mặt tao gì? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm xôi. Có giò. Giò sẵn không? Giò dẻ. Giò dẻ. Ờ giò dẻ. Giò dẻ được. Giò dẻ được, không có tính chính xác. Dẻ chanh. Chanh ảnh. Ảnh à. Ảnh thẻ. Bây giờ mà thẻ đi. Thẻ xanh. Xanh lè. Là lưỡi. Tới sáng đó. Lưỡi ngắn. Ủa sao nãy lãi ngắn không được giờ lưỡi ngắn được? Lưỡi đi với lại. Lưỡi. Đứt hả? Hả? Đứt hả? Ngắn mũi. Yeah. Mũi. Mũi cứu anh em. Mũi. Cứu anh. Mũi. Nhưng mà em đang chơi vui thôi bà, Phương vẫn dọn. Em có làm nói gì đâu. Thôi dọn đi. Nhưng bây giờ dọn lên đi đâu nha. Thì bây giờ tiếp. Tiếp. Nhỏ tí chợ sao. Thôi chuyện của anh đi làm đi, thôi ngủ thôi. Cảm ơn hai người giúp cho tôi. Gram tôm. Đúng rồi. Trong đây gồm có tôm và có bánh tráng cuốn lại. Và nhiệm vụ của mình là cuốn và chấm vào cái à, đây, đây, chấm vào đây và thưởng thức thôi. Cái đó gì vậy? Cái đây là nước sốt đặc trưng của Bình Định nè. Rồi món này. Món này xin mời chia sẻ, nói vụ em đi à. Tại vì em nói nhiều quá em bị xin mời cho Bùi ạ. Vâng. Món nào hả? Món này à vâng. Không biết. Bé thẳng được á. Em không biết là nó không biết liền. Em biết. Rồi. Món này tên là món bánh cuốn tay sơn. Wow. Trong đây gồm những loại gì em ơi? Trong đây gồm có rất nhiều loại chả và nem, lùng củng và... Lùng củng. Sau đấy ta sẽ cuốn lại với nhau như là gỏi cuốn, nhưng ở đây người ta lại gọi là bánh cuốn. Bánh cuốn Tây Sơn. Xin mời chị Như Thế Ngọc mô tả. Chị Như Thế Ngọc mô tả. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xin mời chị Như Thế Ngọc mô tả cái món ở giữa là món gì ạ? Ủa kêu chị Linh Dương Lan Ngọc à? Đang muốn lịch sự văn hội nghị một tí mà. Cái gì vậy? Sao á? Đổi cách vậy? Đổi cách. Anh ơi, làm hỏi cái là anh ơi. Vâng, xin mời chị Như Lan Ngọc mô tả món ăn ở giữa à, vâng. Kính thưa mọi người có thể tập trung vào cái gì ở giữa thì chúng ta có thể thấy được một chú gà. Tại sao biết mình là chú ạ? À? Mà không phải là... Tại vì có gà... Thôi ăn đi, ăn đi. Quá mệt mỏi. Nói chung là đây những món dân giả. Dạ. Dân giả của bà con Bình Định mình, đây có cái suối nè. Dạ. Ở đây có miếng nè, Ngân, hãy trình bày những miếng xem nào. Dạ, em xin được suy đoán đây là miếng ăn với nước súp ở đó. Đúng rồi. Và đây chính là miếng khô vi phong. Và mình ăn rất là tiện lợi. Nên em đang muốn mong đợi là mình ăn thử món này. Tại vì em chưa ăn thử miếng vi phong. Trời mưa ăn cái này ấm bụng. Mà em nghe nói mà ngon lắm.
Rồi, thử thử đi anh. Rồi, bây giờ đề nghị anh như là nhả mấy cái chén ra. Nhả mấy cái đũa ra cho anh. Có ba cái à. Em khách mời nên để mọi người yêu thương nha. Xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Xin mời. Mời. Wow. Đó. Chạy quá, chạy quá. Để vô trong. Đó. Để lên xôi. Rửa lên xôi ngon. Wow. Lan Ngọc ra lăng quá kìa. Bé em tôi đó mọi người. Ninh Như Lan Ngọc. Wow. Nhà quận 9, biệt thự sát bờ sông. Wow. Vẫn là một lối về cô đơn. Anh Giang. Nhỏ này bao nhiêu ngày không gặp lại à. Cái gì mà cay đắng là nói như là bây giờ đưa cho tôi ăn hết à. Ai ăn miếng làm gấp miếng cho. Ai ăn miếng cho lên. Ăn miếng là có mạng miếng hay sao? Dạ mạng miếng, ai mà ít miếng quăng miếng đây. Để ăn ghép ăn nhiều vô. Đưa đây. Ủa gì vậy? Anh Lâm. Em ơi cái xương mà em làm cái gì Ngọc? Anh Giang. Gì? Nó cầm xương đó anh Lâm ăn miếng mà nó hất hất cái gì vậy anh? Mới tái vô mặt anh rồi. Trời ơi con bé này. Trời ơi nguy hiểm quá, sao mà có hai cái tâm đâm vô con gà. Ủa sao mà đang kêu là hả, nói ra thì có người đỡ miếng cho. Chụp cái miếng kìa, có hai cái tâm cho con gà kìa. Chụp liền. Anh không cứu em sao? Vụ gì nói lại coi. Nguy hiểm quá. Wow. Có hai cái tâm đâm vô con gà. Trời đất ơi. Anh không cứu bé anh chết tội nghiệp nó anh ơi. Ghét cứu chị. Dạ. Tại sao vậy? Sao người cứu chị đau ra rồi không sao hết. Cảm ơn em. Ăn gì vậy? Ăn gì vậy? Dạ chưa, em đang thử anh ơi. Mà cái gì vậy? Miếng. Miếng gì? Đây là miếng vi phong. Mà đây là miếng khô rất là tiện lợi. Ăn vô nó dai dai, nó ngon. Wow, quá đã. Đây là chưa ăn đúng không? Rồi. Tôi thử miếng chứ. Đau lắm. Em cứ tưởng là miếng tươi không á, bởi vì nó khi mà mình luộc ra nó rất là mềm. Đúng không? Dai, thật mềm, ngon, dễ nuốt. Không bị bở. Đúng, không bị cứng nữa, không dai quá, không mềm quá. Phải không? Phải, tuyệt vời anh ơi. Được. Anh đi, anh làm cho chén nữa. Vậy đó hả, đang ăn nè anh. Cho em xin một miếng nước lèo để em có thể ăn chung với anh được. Đây, anh làm cho. Dạ, em cảm ơn anh. Ngày bình thường mình ngán cơm quá thì cái này là cái lựa chọn tốt nhất cho chị em nội trợ nha. Dai nhưng mà khi mà mình ăn ốc, mình chế nước vô là dễ căng. Tuyệt vời em. Ủa là mọi người có bao giờ mà đi một hành trình mà cực khổ như vậy chưa? Mưa gió. Mới bữa sướng lắm. Từ lúc em mới khổ á. Anh ơi, ráng cho em order một cuốn nữa. Kim ơi, order một cuốn. Để em. Ủa anh Giang ơi, mưa như vậy thì chút rồi mình sẽ đi đâu? Lát là tụi anh đi rồi em ở lại nha. Dọn dẹp hả? Anh mệt mỏi với em quá Ngọc ơi. Mọi người ơi. Sao? Đây chính là chiếc cuốn mà Negip đã tặng cho em. À. Mọi người thấy đẹp không? Đẹp. Nó vừa mập, nó vừa vỡ. Đây là những cái miếng rớt mà này ghép nó cuốn lại nó gửi cho em. Vậy đó thiệt nha, từ bữa đến giờ là ghép chưa có cuốn vào ăn cho ai. Em mừng rồi. Wow. Đây là một tấm lòng. Tại sao không nhà dạy chợ vậy? Chị em trong nhà không biết nữa. Chị em luôn luôn bênh vực nhưng chưa được một cuốn nào. Gái vô mới có mấy tiếng đồng hồ mà hả? Dạy gái vậy rồi. Đó, nó chỉ xin em một cuốn mà thì em cho đúng không một bây cuốn giờ luôn. Thêm 6 cuốn nữa cho anh chị nữa. Ổn quá ăn cơm, ổn. Người già neo đơn mà chơi á. Nãy cho cùng xương này ổng ăn. Giờ tự lụm dương ra đó ăn. Ngộ vậy. Ngon quá. Có ngon. Tả mạng. Tả mạng. Tiếng người không có một tiếng mưa không? Không nghe gì vậy. Đẹp trai không ăn hàm hồ vậy, đứng giữ nguyên khẩu hình vậy. Ăn uống gì kỳ vậy? Ban đầu thì giữ hình ảnh đồ ghê lắm. Quá trời mồ hôi rồi. Giờ tóc hả? Tóc sao? Giờ đó tóc đó là chỉnh từng cộng. Hư tóc. Hư tóc mà giờ bù xù rồi, nó xà xuống rồi. Giờ hư nết hả? Hư cái tóc luôn. Giữ quan trình vậy mà trời mưa vậy. Trong cái chờ hết mưa, tới tối vẫn quay. Nghệ sĩ thích lắm á. Đi qua chương trình mà nghệ sĩ toàn ăn, không nói chuyện không vui. Chắc ăn giải thích lắm á. Thôi. Ơi, có ai đỡ giùm cho anh Giang không? Không, tại em cứu anh nuôi. Tự qua miếng khó quá. Mọi người hết chưa? Ăn xong hết chưa? Xong hết rồi. Ăn xong hết rồi đúng không? Đúng. Dạ.
ăn đi em, ăn cho no đi. Thôi thì chúng ta ăn no rồi thì chúng ta sẽ tập trung lại để chuẩn bị cùng với các anh em trong đoàn mình sẽ di chuyển tới một chỗ mới. Yeah. Chưa biết là chỗ nào nhưng mà hy vọng là trời sẽ khô ráo. Yeah. Yeah.